Cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 47 vào ngày 5 tháng 11 trong cuộc đua vào Nhà Trắng, được đánh giá là sít sao nhất từ trước tới nay giữa ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump và đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Nếu tái đắc cử, ông Trump không chỉ làm rung chuyển chính trường Mỹ mà có thể tạo ra những thay đổi lớn đến an ninh và kinh tế thế giới. Tuy nhiên, một hiện tượng lạ khi một video trên mạng xã hội cho thấy một cử tri Mỹ bấm chọn ông Trump nhiều lần nhưng không thành công. Cuối cùng, máy bỏ phiếu lại hiển thị chọn bà Harris. Điều này được cho là sẽ gây ra bất lợi không nhỏ trên con đường trở lại Nhà Trắng của ông Trump. Mới đây vào ngày 31 tháng 10, ngày bầu cử sớm đầu tiên ở bang Kentucky, nước Mỹ, văn phòng thư ký Hart Lawyer thông báo cho ngừng hoạt động một máy bỏ phiếu. Quyết định được đưa ra sau khi một người dùng TikTok đăng video cho thấy muốn bầu cho cựu Tổng thống Donald Trump. Song cuối cùng, máy bỏ phiếu lại hiển thị chọn Phó Tổng thống Kamala Harris. Video dài 16 giây và được quay tại tòa nhà phụ của tòa án Hart Lawyer, nơi được trưng dụng làm điểm bỏ phiếu tạm thời. Trong video, một người liên tục ấn vào ô chọn ông Trump và Phó tướng J.D. Vance trên màn hình cảm ứng của máy bỏ phiếu. Song không được ghi nhận. Đến lần thứ 7, ô chọn bà Harris và Phó tướng Tim Walz ở ngay phía dưới lại sáng lên, dù cử tri này không hề chạm vào đó. Video nhanh chóng nhận được hơn 178.000 lượt chia sẻ và hàng chục nghìn bình luận trên TikTok. Thư ký Hart Lawyer Tony Brown, đảng viên Cộng Hòa, cho biết dù nhân viên của ông không thể tái hiện lỗi đó, họ đã cho máy bỏ phiếu trên ngừng hoạt động để mang đi kiểm tra ngay khi nhận được thông tin. Theo yêu cầu của ông Brown, một điều tra viên tới từ văn phòng Tổng trưởng lý bang Kentucky tối cùng ngày đến kiểm tra máy. Sau vài phút thử, người này đã tái hiện được lỗi trên một lần, song không thể làm được lần thứ hai. Ông Brown cho biết lỗi đó xảy ra khi người dùng chạm vào khoảng trống nằm giữa hai ô chọn. Cỗ máy bị lỗi là thiết bị đánh dấu phiếu bầu kỹ thuật số. Cử tri bỏ lá phiếu giấy vào rồi chọn ứng viên trên màn hình. Sau khi rút lá phiếu ra, cử tri kiểm tra để đảm bảo không chọn nhầm, sau đó bỏ phiếu vào máy quét gần đó để nhập lựa chọn của mình. Ông Brown nói trước đó chưa từng có ai phàn nàn về cỗ máy trên và người đăng video cuối cùng đã có thể lựa chọn đúng như ý muốn. Thiết bị này đã được đưa vào hoạt động trở lại, không phát hiện thêm vấn đề gì nữa, theo thư ký Hart Lawyer. Văn phòng của Tổng thư ký bang Kentucky Michael Adams, đảng viên Cộng hòa, cho biết chưa nhận được khiếu nại nào về việc chuyển đổi phiếu bầu. Theo Reuters, vào năm 2020, khi phía ông Donald Trump đưa ra các cáo buộc vô căn cứ về quy trình kiểm phiếu và gian lận, nhân viên bầu cử trên khắp nước Mỹ đã đối mặt với những lời đe dọa và quấy rối. Chẳng hạn, ông Trump tuyên bố chiến thắng ngay trong đêm bầu cử năm 2020 tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, trong khi kết quả kiểm đếm phiếu bầu qua thư phải mất 5 ngày sau mới hoàn tất, và ông Joe Biden là người thắng chung cuộc tại Pennsylvania. Cựu Tổng thống Trump cũng đã nhiều lần đưa ra cáo buộc về gian lận sau khi thất bại trước ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Hôm 25 tháng 10, ứng viên Đảng Cộng Hòa đe dọa sẽ khiến những quan chức bầu cử và cử tri mà ông cho là gian lận phải lĩnh án tù dài nếu ông tái đắc cử. Giới chức Mỹ tại nhiều bang đang nỗ lực chuẩn bị để ứng phó với tin giả, thuyết âm mưu, các mối đe dọa và bạo lực tiềm ẩn trong ngày bầu cử sắp tới. Để rút ngắn thời gian kiểm phiếu, tránh cảnh thông tin sai lệch lan truyền, Philadelphia đã cải tổ quy trình kiểm phiếu, áp dụng công nghệ mới, mua các máy cắt phòng bì và quét phiếu ở tốc độ nhanh hơn với hy vọng cho ra kết quả trong ngày mùng 6 hoặc mùng 7 tháng 11 năm nay. Tại hạt Fulton, bang Georgia, tiến trình kiểm phiếu năm nay sẽ được phát trên màn hình lớn, tăng cường tính minh bạch. Trong khi đó, bang Nevada đã thay đổi luật và cho phép kiểm đếm phiếu bầu gửi qua thư từ 2 tuần trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Một hệ thống cơ sở dữ liệu mới trên toàn bang cho phép công dân theo dõi các lá phiếu của mình. Về phần mình, thành phố Detroit ở bang Michigan đang xây dựng kịch bản ứng phó bạo loạn. Trụ sở bầu cử của thành phố được trang trí kính chống đạn và các vệ sĩ có vũ trang. Việc kiểm phiếu qua thư được chuyển đến một địa điểm an toàn hơn. Tại bang Wisconsin, cơ quan lập pháp bang đã thông qua luật xử lý tội hành hung viên chức bầu cử. Các phòng kiểm phiếu cũng sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi để bảo đảm an toàn trong trường hợp người biểu tình đe dọa. Đây là lần thứ ba ông Trump tranh cử. Trong trường hợp đánh bại được đương kim phó tổng thống và trở lại Nhà Trắng, Trump không chỉ gây chấn động chính trường Mỹ trong lần thứ ba tranh cử,
mà những chính sách đối ngoại ông theo đuổi có thể tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến cả thế giới. Trong quá trình vận động tranh cử, ngoài những ưu tiên nhằm cứu nước Mỹ, ông Trump còn phần nào nêu lên các vấn đề quốc tế mà ông cho là cần giải quyết, trong đó có liên quan đến NATO, Trung Quốc, Ukraine và Gaza. Trump ám chỉ, nếu tái đắc cử, ông sẽ giảm tài trợ của Mỹ cho NATO hoặc không thực hiện điều 5 trong Hiệp ước thành lập khối. Điều 5 quy định bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên của khối cũng được coi là đòn tấn công, nhằm vào cả liên minh và NATO sẽ phối hợp đáp trả. Ông thường xuyên chỉ trích các thành viên NATO vì không thực hiện cam kết chi tiêu tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng. Năm 2017, ông mô tả NATO là tổ chức lỗi thời, khiến quan hệ giữa Mỹ với liên minh trở nên căng thẳng. Và nhiều quan chức NATO đã thở phào khi ông Joe Biden chiến thắng năm 2020 với cam kết đưa Mỹ trở lại. Trump không phải Tổng thống Mỹ đầu tiên kêu gọi NATO tăng chi cho quốc phòng, nhưng những cảnh báo mà ông đưa ra nghiêm trọng và trực diện hơn nhiều, buộc các thành viên của khối phải hành động. Ông Trump thậm chí còn đe dọa không bảo vệ các nước NATO chưa chi đủ cho quốc phòng và sẽ để Nga làm bất cứ điều gì họ muốn. Theo Viện Chính sách Chatham House, trụ sở tại Anh, Ukraine là bên có nhiều thứ phải lo lắng nhất nếu Trump tái đắc cử. Với quan điểm nước Mỹ trên hết của mình, Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép với Ukraine để nước này sớm đi đến thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Ông Trump chưa bao giờ thể hiện mong muốn tăng hỗ trợ cho Ukraine, điều mà ông cho là tốn kém và lãng phí. Các nghị sĩ Cộng hòa trung thành với Trump từng khiến gói viện trợ hàng chục tỷ đô la của Mỹ cho Ukraine bị trì hoãn suốt nhiều tháng tại Quốc hội. Ứng viên Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa J.D. Vance hồi tháng 7 cũng cho rằng tài trợ cho một cuộc chiến bất tận không phù hợp lợi ích của Mỹ. Ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt chiến sự Ukraine-Nga trong 24 giờ, buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky chấp nhận một lệnh ngừng bắn. Trump chưa bao giờ nói rõ kế hoạch chấm dứt chiến sự nhanh chóng của mình như thế nào, nhưng giới quan sát cho rằng ông sẽ tận dụng ảnh hưởng cá nhân của mình với lãnh đạo Nga và Ukraine để vừa tìm kiếm thỏa hiệp, vừa gây sức ép. Các nhà phân tích nhận định phương án khả thi nhất mà Trump có thể đưa ra là buộc Ukraine chấp nhận đổi đất lấy hòa bình, đình chiến theo hiện trạng Nga đang kiểm soát ở lãnh thổ nước này. Nếu ông Zelensky không đồng ý, Mỹ sẽ cắt viện trợ quân sự. Động thái được coi là đòn giáng nặng nề với Ukraine. Nếu ông Putin từ chối thương lượng, Washington sẽ tăng cường viện trợ cho Kiev. Tại Trung Đông, ông Trump có thể giữ vai trò ổn định tình hình. Hiệp ước Abraham được coi là thành tựu đối ngoại lớn nhất trong nhiệm kỳ đầu của ông, đã giúp bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập. Hiệp định dấy lên hy vọng mang đến ổn định và thịnh vượng cho khu vực, nhưng triển vọng này đã bị lu mờ bởi chiến sự Israel-Hamas. Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, Mỹ đang mất dần vị thế tại Trung Đông. Kết quả một thăm dò thực hiện hồi đầu năm ở Trung Đông cho thấy, khu vực đặt niềm tin vào Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hơn là Tổng thống Biden. Giữa những biến động phức tạp ở Trung Đông hiện nay, nếu trở lại nắm quyền, Trump nhiều khả năng không thể cải thiện tình hình khu vực bởi ông tự nhận là Tổng thống Mỹ ủng hộ Israel nhất lịch sử. Trong nhiệm kỳ đầu, ông đề xuất kế hoạch hợp pháp hóa những khu định cư Israel ở bờ Tây, công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển đại sứ quán Mỹ về thành phố này. Điều đã làm gia tăng đáng kể căng thẳng giữa Israel với thế giới Ả Rập. Jerusalem là nơi có nhiều khu vực linh thiêng của Do Thái giáo, Hồi giáo và Cơ đốc giáo, đặc biệt là ở khu vực đông Jerusalem. Israel chiếm khu vực trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô không bị chia cắt. Phía Palestine cho rằng Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine. Nghị quyết 181 của Liên Hợp Quốc đặt Jerusalem dưới sự quản lý quốc tế, không thuộc lãnh thổ Israel. Một biến số khó lường nữa là quan điểm cứng rắn của ông Trump với Iran. Dù Trump tuyên bố mình là Tổng thống, yêu hòa bình, song ông từng không ngần ngại sử dụng vũ lực nhằm vào Iran. Năm 2020, Trump đã ra lệnh tập kích hạ sát Qasem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm quốc thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tại Iraq. Trump cũng là người đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tăng cường sức ép trừng phạt với nước này. Ông gần đây còn nêu khả năng Mỹ xóa sổ Iran. Cạnh tranh Mỹ-Trung cũng là vấn đề được ông Trump chú trọng trong nhiệm kỳ đầu.
Năm 2018, ông Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, áp thuế lên khoảng 300 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ nước này, tìm cách đưa sản xuất trở lại Mỹ. Cựu Tổng thống ấp ủ kế hoạch lớn hơn cho nhiệm kỳ thứ hai, áp thuế 60% với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc và thuế suất chung 10-20% với những hàng hóa nhập khẩu từ các nước còn lại vào Mỹ. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ có những biện pháp đáp trả nếu Trump áp đặt thuế suất chưa từng có như vậy, khiến chiến tranh thương mại giữa hai nước sẽ tăng nhiệt đáng kể, kéo theo đó là cạnh tranh trên các lĩnh vực khác giữa hai siêu cường. Tuy nhiên, chính sách tăng cạnh tranh với Trung Quốc của Trump nhiều khả năng sẽ khiến Bắc Kinh xích lại gần hơn với Moscow để tạo nên thế đối trọng. Trong bối cảnh Trump xa rời các đồng minh truyền thống ở châu Âu, Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với sức ép cạnh tranh về mọi mặt từ Nga, Trung Quốc.